Theo trang các bếp ở vùng cao tụi mình sẽ làm như thế nào? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ướp và cách treo như thế nào nha. Nói đến món thịt trâu treo gác bếp là món cực kỳ phổ biến ở vùng cao tụi mình đó các bạn. Mà món này thường được chuẩn bị vào những ngày lạnh nha, là báo hiệu của mùa đông đang đến và mùa lễ Tết đang cận kề đó. Mỗi gia đình thì thường chuẩn bị thịt treo gác bếp để tiếp khách quý, bạn bè đến chơi bất chợt đó các bạn. Thường thì những ngày lạnh sẽ ngồi quây quanh bếp lửa và vùi một miếng thịt trâu treo gác bếp vào cho nóng, rồi mang ra đập đập xé xé, thế là đã có món ngon để ngồi cùng các bạn rồi đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món này nha. Thịt trâu tươi rửa sạch và cắt dọc thớ nha, rồi sau đó sẽ ướp với gừng, hạt dổi, mắc khén, muối, mì chính và một ít rượu nha. Sau đó sẽ cho thêm một ít ớt bột để cho màu nó đẹp hơn nha các bạn. Rồi ướp khoảng 3 đến 4 tiếng cho miếng thịt thật sự là ngấm gia vị nha. Rồi treo lên gác bếp khoảng 5 đến 7 ngày là có thể mang ra ăn được rồi nha. Bếp nhà mình thì có thịt trâu, thịt lợn, lạp sườn, có đủ cả này các bạn. Gần Tết rồi hãy thử làm những món vùng cao của tụi mình nha. Ngoài ra Olala còn có rất nhiều đặc sản Hà Giang như trà sen Tết cổ thụ, mật ong bạc hà, lạp sườn thủ công. Cả nhà ai muốn thưởng thức hãy inbox hoặc